Đây là cảnh tượng coi như là di dân từ nông thôn lên thành thị. Ở Trung Quốc nó đã có cái đường tàu khoảng 350 km/h. Hôm nay là coi như là ngày thứ 6. Nên năm nay người ta bảo vệ Tết trên Trung Quốc không tắc đường. Sau một cái tàu nữa ạ. Kỳ nghỉ kéo dài thì dân ở các khu vực nông thôn đang kéo về Sài Gòn. Mặc dù còn 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng mà là nhiều gia đình đã bắt đầu dục dịch trở về Sài Gòn để làm việc. Sau một tuần làm việc. Lực lượng kéo về đông đến nỗi coi như là tắc đường, ô tô không thể di chuyển được. Nhường chỗ cho xe máy và cho những cặp vợ chồng trẻ. Mặc dù hôm nay mới là thứ 6, tức là còn 2 ngày nữa, 2 ngày nghỉ cuối tuần, thì những người nghỉ Tết kéo dài mới tiếp tục một năm làm việc, nhưng mà nó tắc đường rồi quý vị. Nhiều bác tài là không chờ đợi, không đủ kiên nhẫn, đi luôn vào làn xe máy.